Thành Loan xin kính chào quý khách. Hôm nay Thành Loan xin trân trọng gửi đến toàn thể khách hàng một chiếc kệ mẫu hoàng gia Louis bằng gỗ gõ đỏ được Thành Loan chúng tôi vừa hoàn thiện xong và chuẩn bị đóng gói bàn giao cho một khách hàng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt hàng đồ gỗ Thành Loan. Hôm nay chúng tôi sẽ quay chi tiết cái chiếc kệ này để giới thiệu với khách. Hôm trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rồi, nhưng mà trong cái clip còn để mộc, mà lúc đó thì chúng tôi giới thiệu tầm khoảng hơn chục chiếc kệ thì là không review được hết. Hôm nay chúng tôi sẽ quay cái video clip này để giới thiệu chi tiết cho khách hàng thấy được sản phẩm và thương hiệu đồ gỗ Thành Loan chúng tôi nó đẹp như nào. Đây, chiếc kệ này có kích thước 2m17, kích thước 2m17, cao tầm khoảng 61 phân. Nó gồm có hai cánh mở và hai ngăn kéo ở giữa. Đây, ngăn kéo chúng tôi sẽ mở bằng cái kéo này. Đây, ngăn kéo mở này. Đó, hai ngăn kéo mở. Rất chi là đẹp. Và hai cánh mở. Đây. Hai cánh mở, toàn bộ là cánh nó liền khối hết. Cánh là một tấm gỗ liền khối. Vâng, rất giá trị. Rồi. Chúng tôi mở hết ra thì cái kệ này nó sẽ là như này. Và bây giờ chúng tôi sẽ đóng lại. Anh nên đóng em cánh rồi. Chúng tôi sẽ đóng lại. Đó. Cứ đóng vào nó. Đấy. Đóng hết cả cánh vào. Đó. Ôi, đóng lại nó lại thành một cái kệ rất chi là đẹp. Chiếc kệ này Thành Loan chúng tôi là khi giới thiệu phần mộc thì đã có một bác khách hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh đã thấy ưng ý và đã đặt hàng. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần chuyện cuối cùng, chuẩn bị đóng gói đi bàn giao cho gia đình khách hàng. Quý khách hàng nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Loan theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888 hoặc kết bạn Zalo hay số điện thoại trên. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết và tư vấn quý khách hàng báo giá công khai. Vâng, Thành Loan xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.